Hello Vinh. Hello. How are you? Okay, you good. Rồi, bây giờ mình tiếp tục với cái phần còn lại của cái quyển sách Reading Writing của mình ha. Hôm bữa thầy An có gửi file cho Vinh á, Vinh có in hai cái file đó ra chưa? Rồi Rồi. ha, ok. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái phần tiếp theo. Hôm bữa cô dặn là về nhà làm câu 3-4 đến 4 mô đúng không? Chưa có làm đâu. Bữa là mình còn bài mấy, là từ 28 hay là từ 34 vậy? Coi coi Ừ, coi trang mấy trang 106, 107. năm tám đến bốn mươi luôn. Ừ, 28 đến 40 đúng không? Ok, vậy bây giờ mình làm trước 28 ha. Rồi, vậy thì cái dạng từ 28 đến 33 đó chính là multiple choice. Chọn cái trắc nghiệm ha, ABCD đó. Rồi, vậy thì bây giờ cái này nó sẽ liên quan đến cái bài đọc này. Bài đọc là Strongly Psychology. Nó sẽ nói về cái việc mà shopping á ha, cái việc mà người ta sắp xếp cái trật tự ở trong siêu thị để mà làm cho người khách hàng người ta mua nhiều hơn đó. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ làm cái phần này. Thì đối với cái phần này thì cũng tương tự như cái dạng khác, là mình phải đọc cái câu hỏi, sau đó mình underline cái keyword ha, cũng như là những cái keyword trong cái phần đáp án luôn. Rồi mình scan và mình sẽ tìm ra cái đáp án, được chưa? Rồi vậy mình làm cái phần này ha, từ 28 đến 33 trước nhé. Rồi mình làm phần này.
Đỡ luôn. Ok, rồi, bây giờ câu số 1 nhé. À, câu số 28 28, nhé. 29 không biết. Không biết hả? Rồi, ok, câu Để, 28. Shoppers generally move. Ok, mình thấy là có shoppers. Generally ha, nhìn chung là họ di chuyển theo cái kiểu nào? Rồi, ok, anti-clockwise around the shop, ngược kim đồng hồ, cùng chiều kim đồng hồ, hay around the edge, go down the aisles gì đó. Up one eye, down the next. Rồi, nhưng mình sẽ kiếm thử shoppers ha. Những cái người mà đi đi mua sắm thì mình phải scan từ đầu xuống tới cuối, tại vì đây là những câu đầu tiên. Rồi, nhưng mình coi thử coi. Nên mình scan thử coi coi người ta có move hay là go gì không. Ok, đoạn đầu tiên không có, đoạn thứ hai. Gì đó, say location bla bla bla. Right hand side mình thấy có anti-clockwise. Nhưng mà mình không có thấy là nói là những cái người này thường đi cái chiều nào ha. Người chỉ nói là những người mà đi chiều, đi ngược chiều kim đồng hồ đó, thì thường là thuận tay đi vào hướng từ bên phải. Những người đi ngược chiều kim đồng hồ, những người đi cùng chiều kim đồng hồ thì đi từ bên trái vô. Rồi tiếp, that shoppers who travel blah blah blah, chưa thấy. The store most of us don't wave up and down the aisles. Đây, chỗ này. Once we are in the store, most of us don't weave up and down. Weave up kiểu như weave kiểu dệt đó, không có đi lên rồi đi xuống ha. Qua những cái kệ ở trong siêu thị, mình hiểu không? Không bên mình tưởng tượng được không? Nó kiểu gì nè, mình sẽ không đi như vậy ha, hiểu không? We up and down the aisles này kiểu gì đó. Aisles là những cái hàng, những cái kệ. Research conducted, này mình thấy có từ shopper nè đó. Shopper movement pattern là đó, mình thấy có liên quan đó. Suggest that people travel to some aisles only. To some aisles only. And rarely in a systematic up and down. Và người ta sẽ không có đi lên đi xuống như kiểu vậy. Rồi, plan shop trip follow this pattern. Rồi, có nghĩa là người ta chỉ đi vô một số cái hàng thôi, chứ không phải là đi lên đi xuống, mà cũng không phải là đi theo chiều kim đồng hồ, mà cũng chẳng phải là đi ngược chiều kim đồng hồ. Vậy thì nó sẽ là câu nào giờ? ABC. Theo cách nãy giờ mình phân tích thì nó là câu nào giờ Vinh? Phải câu A không? Phải câu B không? Vinh ơi, từ từ câu nào? Người ta chỉ đi một vô một số hàng thôi để kiếm câu cái. C hả? Ừ, đúng rồi, chính xác, câu C. Chính xác. Rồi. Ok, câu 29 mình không biết, vậy là mình gạch cái từ khóa luôn. Why are essential everyday items gì đó ha. Rồi, everyday items generally found at the back of the shop. Why? Okay, because it's easy to the stop to restock. It's easier to restock. Để mà thêm hàng vô dễ hơn. Tempt you to buy more. Ok, để mà quyến rũ mình ha, dụ mình mua nhiều hơn. Walking through the good exercise, tại vì đi qua đó thì nó sẽ cho khách hàng vận động. Cooler at the back and better for fresh food, bởi vì ở cuối cái siêu thị thì thường nó sẽ lạnh hơn và tốt hơn cho những cái thực phẩm tươi. Rồi mình coi thử nhé. Thì mình sẽ scan tiếp luôn. Rồi. Nè, ngay chỗ nãy câu hỏi, câu trả lời của mình is around the outside perimeter, yeah, dipping in and out of an aisle, say need it đó. Nãy mình chọn câu C là như vậy đó. Rồi mình sẽ tiếp. Place the product to rapture attentions. Blah, 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 blah. Micromanage the various fresh food sections of the shop. Đây mình thấy some bread and milk. Thì đó là những cái everyday item đó, những cái mình mua mỗi ngày đó, bread and milk. Classical retail trick is to locate the milk bread the very back of the store này đó. Từ khóa. Rồi. To encourage short-term shoppers to walk right through the shop and be tempted by the others.
More expensive products along the way. Có nghĩa là những cái thực phẩm mà hàng ngày mình mua ha, là cái đó, những cái đó mình cần mình sẽ mua hoài đúng không? Nhưng mà để mà tới được cái hàng đó thì mình phải đi hết những cái, đi xuyên qua những cái hàng khác chứa những cái món đồ mà nó mắc tiền hơn. À, và do là mình đi qua cho nên là mình bị dụ mình mua luôn. Xong rồi mình mới tới mua cái bánh mì với sữa mà mình cần. Hiểu không Vinh? Ừ. À, vậy chỗ này mình chọn câu nào giờ? 29. Câu nào? B. Đúng rồi, câu B. Chính xác. Thêm ở đây là kiểu như quyến rũ á ha. Dụ mình á. Mua thêm á. Rồi tiếp. Câu 30 mình chọn làm rùa đúng không? Mình chọn câu nào? C. D. Ok, C, C. why? D, ok. Why different fresh food sections? Rồi. Tại sao có những cái thực phẩm kệ nó khác nhau ha? Câu C, to provide extra customer service, để mà đưa thêm dịch vụ chăm sóc khách hàng. Câu A, để mà cho mình thấy là mình đang đi nhiều hơn, như nhiều cái shop nó tụ lại đây luôn ha, kiểu vậy. Đó, mình có thể mua được nhiều thứ. Make you think that the shops are expert in these sections. Làm cho mình nghĩ là những cái người nhân viên ở đây là những cái chuyên gia ha, về những cái vấn đề kiểu như là nó chuyên, cái cửa hàng nó chuyên về cái đồ đồ thức ăn tươi. To create a stronger aroma, để mà có cái mùi nó thơm hơn kiểu vậy. Aroma là cái mùi nhé, để tạo được cái mùi nó nồng hơn, nó thơm hơn. Rồi để coi coi mình chọn câu C để coi thử nhé. Fresh fruit, different fresh food. Đây mình thấy có fresh fruit section, là mình quay ngược trở lại trên này ha. Đây, various fresh fruit sections of the shop gì đó. There's a single entity. Single entity cứ là một cái shop mà nó chỉ bán một thứ mà thôi. They separate areas into particular zones and help develop different marketing plans. The and core departments, blah blah blah. Designed to give shoppers a sense of individual difference. Indicated customer will spend more gì đó ha, because of the different zone. Mình tìm được cái đáp án của mình đâu vậy Vinh? Mình tìm đáp án của mình Different zone. ha. Different zone, từ từ để coi lại cái câu trả lời coi. To make you feel that you visit in more than one shop, make you think blah blah blah. Câu này phải là câu A mới đúng chứ. Để làm cho mình cảm thấy là mình đang đi nhiều cái cửa hàng một lượt, kiểu vậy đó. Nó đa dạng á, kiểu vậy. Mình chọn câu A chứ làm sao mà provide extra customer service. Customer service đó chính là chăm sóc, dịch vụ chăm sóc khách hàng mà. Hiểu không Vinh? Làm sao mà những cái hàng đó nó có nhiều cái hàng thực phẩm tươi để mà tăng lên cái dịch vụ chăm sóc khách hàng được, là làm sao? Đúng không? Different zone là nhiều Nhiều khu cái khu, đúng rồi. Section ở đây cũng là khu luôn. Nè, mình đọc lại chỗ này nè ha, chỗ này nãy cô underline rồi nè. Đây, approaching the shop as a single entity gì đó ha, bla bla bla. The anchor department and to give shopper a sense of individual difference. Research indicates that we spend more time in supermarket because of the different zones. Thay vì vào cái shop mình thấy nó giống như là một cái tiệm mà bán có một thứ đó kiểu vậy ha, và họ sẽ chia nó ra thành từng cái khu và sẽ có những cái kế hoạch quảng cáo riêng cho từng khu kiểu vậy đó. ừ. Cho làm cho người ta cảm thấy là có cái sự khác biệt giữa những cái hàng đó. Chỉ nói chỗ này nó phải là câu A. Rồi 31 mình chọn câu gì? Ba mốt The ai words in a supermarket specifically refers to. Mình chọn câu A đúng không? An item you believe must be worthwhile buying. Rồi cái từ special này mình tìm được ở đâu ở trong bài? cái đoạn dưới cái Đây. friend zone tí Đây. nữa according. Something illable special gì đó ha. Rồi, we think it must be good, fit into a theory known as the scarcity effect. Scarcity effect có nghĩa là cái hiệu ứng hiếm.
làm cho mình bị rơi vào cái hiệu ứng hiếm. Có nghĩa là mình nghĩ là nếu mà nó đặc biệt thì nó có hạn. Nó chỉ có hạn, nó chỉ ở đó trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi, mà nếu không mua thì sẽ hết hàng kiểu vậy ha. Đặc biệt kiểu vậy đó. Mình chọn câu nãy mình chọn câu A. Để coi coi. An item you believe must be worthwhile buying. No, không phải rồi. Không phải rồi. Vinh đọc lại chỗ đó đi Vinh. Đọc lại chỗ này cho cô đi. Nè, if it's special then it must only be available at this shop for a short time. Ủa cái này trong bài luôn mà. Sao mình lấy ra sai vậy ta? Hả Vinh? Thấy không? Ấy Ủa, vậy câu này mới đúng. đi trang luôn cũng xe luôn rồi. Ừ đúng rồi, biết y chang nữa sao chọn sai uổng vậy. Ở Câu khoảng này là dễ sao nhất trong cái đó. sao Đó. Sao tiện nãy mình chọn câu A giờ không hiểu luôn á. Rồi, 32 mình chọn đáp án gì? từ từ đợi tí What? sau time. Một con dê. Yeah, too much choice. And who we are buying for. Cái gì làm cho mình dành thời gian nhiều hơn ở trong một cái khu vực hay một cái hàng, một cái kệ nhất định trong siêu thị, là có quá nhiều sự lựa chọn và cái người mà mình đang mua cái món đồ đó cho. Để coi coi. Tiếp theo. Confusion and emotional involvement gì nè? Will have an effect on how long a person spend. Đó ha, mình thấy đây cái đoạn này sẽ có câu trả lời. You might, for example, find customers spending long time in front of coffee selection area, baby food, because of emotional involvement. Có nghĩa là có cái người mà mình mua đó, có cái người mà mình mua đồ cho rồi đó ha. Rồi, certain dressings often involve long buy times because of sometimes confusing variety of option on offer. Ok, bởi vì quá nhiều cái sự lựa chọn làm cho mình cảm thấy rối. Long buying time product apply like shop will not feel hurry crowded. Đúng rồi, câu này mình chọn đúng nè. Đúng rồi đó. Bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn ha, về cái người mà mình mua cho họ đó, làm cho mình suy nghĩ và mình ở lại cái quầy đó nhiều hơn, mình kỹ hơn. Rồi. Ok, 33. Which makes Bê. you spend more? Mình Cô chọn bê, gì? cô bê, cô B. bê. Shopping alone. Ok, mình đi shopping một mình thì mình sẽ phải chi nhiều tiền hơn, để coi coi phải không nha. People who go shop with a list tend to spend less. À, những cái người mà đi mà có một cái list thì sẽ không có phải kiểu như là trả quá nhiều tiền ha, không có phát sinh, sẽ không có phát sinh. Shop alone. Shop as a couple tend to put more in their trolley. Đúng rồi nè, shop alone có nè. Ok. Đúng rồi, chính xác. Don't shop at a big supermarket. You in there before you shop. Ok, để coi coi. Mình sẽ có là checking the shopping list là không có nè, chắc chắn là không. Câu D là không. Câu B cũng được. Ok, shopping in a big store, small store, big supermarket. Nhưng mà ở đây nó cũng có nói là cái việc mà big supermarket nó cũng có thể giúp làm cho mình mua nhiều hơn nữa nè. Đâu rồi? Take more effort. As a result, you may feel the need to stock up. Stock up có nghĩa là kiểu như bỏ hàng vào nhiều nhiều nhiều, nhiều lên kiểu vậy á. Tại vì một lần đi một lần khó đó, ý câu này nói vậy. Còn bên này, những cái người... ok, shop alone không đúng nha. Tại sao? Người ta kêu là shop alone, có nghĩa là nên đi shopping một mình đi. Tại vì people who shop as a couple, những cái người mà đi mua sắm như là một cặp á ha, đi một cặp á, thì thường á là sẽ bỏ nhiều hơn vào cái xe của họ. Vậy cái người mà bỏ nhiều hơn là cái người đi đi shopping một cặp, hiểu không Vinh? Chứ không phải là những người đi một mình. Ừ, bị lừa chỗ đó rồi. Ok, vậy cái câu này sẽ là big shop á.
câu câu C á ha, Big Store, câu C nhá. Trời ơi, bị lừa chưa? Rồi Tự ok, nhiên thấy 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 avoid biết supermarket cái nghỉ không chọn nữa, không đọc nữa. ok chỗ đó, tại vì nó lừa mình, nó ghi shop alone xong rồi nó ghi là ok tend to put more gì đó ha, cái đó gọi as a couple. Rồi ok, alright, vậy mình sẽ chọn là câu C. Đây, tới câu 34 và 40 giờ là dạng true for not given. Rồi vậy bây giờ mình thì mình sẽ làm cái phần này bình thường thôi. Thật ra thì sau cái task ban đầu ở trên từ 28 tới 34 á là mình đã có thể định vị được cái đoạn đó nó nằm ở đâu trong 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 bài rồi, đúng không Vinh? Thí dụ people spend millions of dollars in supermarkets thì mình sẽ nhìn vào cái đoạn đầu liền. Đúng không? Kiểu vậy. Đó cho nên là mình đã có được cái task đầu tiên rồi, task thứ hai mình sẽ làm nó dễ hơn nhiều, thì mình biết nó ở đâu. Cơ bản mình biết cái thông tin nó ở đâu rồi để mình scan cho nó dễ. Rồi, làm cái câu phần này nha, đọc kỹ tí ha.
Sửa đúng rồi cô. Rồi, ok. Câu 34. Keywords. Million of dollars in supermarkets. Ok, spend millions of dollars. Supermarkets. True false. Given. Not given. Ok, mình quay trở lại cái đoạn đầu tiên ha. Rồi, walk into a shop gì đó. Bla bla Ủa cái bla. này thường nó có đi theo thứ tự không ta? True for nó cái vần nè. Cũng tùy thôi. Tùy trường hợp. Đây mình chưa thấy nè đúng không? Mình không thấy đúng không? Giờ mình scan hết thì mình cũng biết à. Tại cái bài này nó không có dài, là mình không có quá dài. Mình cũng biết nó ở đâu rồi. Ok, nói chung là không thấy đúng không? Ừ, không có chỗ nào nói là người ta sẽ chi bao nhiêu tiền hết. Chỉ nói là người ta chi nhiều hơn. Hay là chỉ ít hơn thôi. Ừ, rồi ok. Vậy là mình sẽ ghi là not given. Rồi, ok, not given. Tiếp theo. 35. True. True. Rồi, để cô chụp. People tend to spend more money. Tend to spend more. Than intended in supermarket. Có nghĩa là người ta thường sẽ chi nhiều tiền hơn là người ta dự định ha. Ok, where did you find the information? Mình tìm đáp án ở đâu Vinh? Này không biết nữa. Ủa vậy sao còn chọn không? Ok, để coi coi. View to the right. Ghê vậy, cho nó cho tru luôn. Mình đã cái đáp án chưa tìm được. Thấy hợp lý cho tru luôn cho rồi. Rồi, tờ để coi, coi để scan thử coi, coi có chỗ nào không. Cái gì mà nãy bây giờ khúc mà nó sắp cái quan trọng ở cần mua ở cuối đó, rồi xong cái nó sắp những thứ khác trên đường đi á. Đợi tí để cô coi thử có chỗ này có nào không. Có dành nhiều thời gian hơn nè. Avoid big supermarkets. Đâu nói là ta, sao cô không thấy ta? Mấy cái bên nữa trời. Cô thấy có more time thôi, không thấy là more money nha. Shop and time to Nó buy. ghi spend more thôi chứ có mấy này đâu. À quên, không thấy chỗ spend more nha. To bargain. Chỗ này ơi, chỗ này nói là people tend to spend more money than intended in supermarkets. Ok, để câu đó đó đi. Mình chọn true ha. Rồi 36, 36. Not given. Thiệt không? Cứ nói given hoài vậy. Bread Bread and milk. Rồi, ok, mình có keyword là bread and milk. Rồi, more usually more expensive ha. Than other items in the store. Quá vô lý. Mình đọc một câu là mình thấy vô lý rồi bên. Làm sao mà sữa với lại bánh mì nó mắc hơn những cái thứ khác trong siêu thị được? ừ. Vậy sao mình chọn là not given? Thì có nói gì đâu. Nè, nhìn nè, có nha, có bread với milk nha. Đâu rồi? Nãy chỗ này cô có gạch luôn nè, đây bread and milk nè. Cô nói cô gạch luôn rồi nè, bây giờ nói không có. Đây. Đâu. Buy some bread and milk nè, thấy Ở sao? không? Ừ,
Rồi xong rồi gì đó ha, encourage short term shopper to walk right through the shop and be tempted by the other more expensive products along the way. Vậy thì câu này là cái bread and milk với lại những cái product khác, cái nào mắc hơn? Những cái product khác nó mắc hơn chứ, đúng không? Câu này nè, phần not given đâu mà not given. Rõ ràng là luôn, phần nhá. Rồi, you will usually save money by going on one big shopping trip less frequently. True or false? Còn Rồi, save money. Going on one big shopping trip less frequently. Có nghĩa là mình sẽ tiết kiệm tiền khi mà mình đi một cái chuyến shopping cho nó bự luôn ha, nhiều luôn ha. Một lần luôn, một lượt thôi mà đi ít thôi, lâu lâu đi một lần mà đi một lần là đi cho tới. Kiểu vậy là mình chọn phone phải không? Đúng cho không? hỏi sẽ giao dịch xong nhé, Đúng không? Dạ đúng không? Mà đúng không vậy? em chọn phone đó. Rồi ok. Don't shop at a big supermarket này nha. If you just want to drop in and pick up a few things gì đó, it takes more effort to get in and out of a supermarket gì đó ha. As a result, you may feel the need to stock up once you in there. À, chỗ này nó nói là mình sẽ đi một lần thôi, một chuyến bự luôn mà đi ít thôi, thì cái này là nó để tiết kiệm tiền, là nãy mình chọn phone phải không? Ừ, phone đúng rồi đó. Chỗ này nè, đó Đâu đâu đâu, lại 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 đã đi một lần cho đáng, chứ là mình cứ muốn là cứ cứ bỏ đồ vô thôi, cái stock chỗ up. nào, cái chỗ cái à cái chỗ stock up Nè, đó đúng đúng không? rồi, stock up. Rồi ok, chỗ đó là true. Ủa, chỗ đó là phone, sorry. Không có save money đâu. Phones. Rồi tiếp. Bread and milk are usually found together. Sữa với lại bánh mì thường là tìm thấy cùng nhau, nó ở kế bên nhau, nó ở chung với nhau gì đó. True for not given. Trong tù True, rồi ok. Là mình quay trở lại cái chỗ bread and milk ha. Rồi đây. Even walked into a big supermarket. Bread and milk and found yourself leaving with a basket of additional items. Usually include red fruit, vegetable, meat, dairy, bakery. Đúng rồi, những cái chỗ này ha. Thường nói chung một chỗ đó. Rồi ok. Cái này mình chọn true đúng không? Ừ, ok. True. Tiếp. Left-handed people tend to walk over to the left in the shop. True for not given. Even Ok, walk over to the left. Ok, nãy người ta nói á, là những cái người á mà là thuận tay trái thì người ta đi làm sao nè. Vậy là cái bài nó không có theo thứ tự nha. Vậy mình thấy là left-handed. Đây. Left-handed side entries. Những cái người mà left-hand side entries. Những cái người mà đi vào từ bên tay trái thì thường là thích đi theo cái chiều kim đồng hồ. Chiều kim đồng hồ là đi về bên tay trái đúng không? Đúng không? Đúng không Vinh? Đúng rồi phải không? ai biết đâu, Ủa sao không biết? Kim đồng hồ đâu kim đồng hồ là sao? có nghĩa là nó đi từ bên phải qua bên trái đúng không? Nó đi từ số 1 số 12 đúng không? Là từ phải qua trái. Chỗ này nó nói gì đây? Chỗ này nó nói là Bị những cái trái luôn người mà sao? bị thuận tay trái, cái này mình chọn nó với mình phải không? Còn từ từ coi đây. Câu 3 câu 9. Ừ, nó lên đúng rồi, người ta nói là những cái người đi vô cái cửa hàng vô sợi bằng bên phía tay trái thôi. Chỉ cái cửa trái thôi chứ không có nói là những người thuận tay trái nha. Rồi, not given. Tiếp 40. Most shoppers can't resist a bargain. True for not given. Còn Can't resist. Hầu hết những cái người mà đi 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 mua sắm nó sẽ không có chịu nổi, không thể cưỡng lại được cái việc giảm giá. Ok, mình chọn phone hả? Mình coi lại cái chỗ bargain ha. Đây, it's human nature to be attracted to a bargain. Bargain là một cái sự giảm giá đó, cái sự trả giá giảm giá. Although we think we know we are being manipulated, mặc dù mình biết là mình đang bị điều khiển đó, mình đang bị gì ta gọi là gì trời,
Ừ, có cái từ ho, nói chung mình đang bị thôi bị điều khiển thì kiểu vậy đi, we tend to fall for it anyways. Ở vậy là này đúng chứ, sao mà phones hả bên chỗ này đúng mà, true mà, chỗ này true chứ. Bản chất của con người là rất là bị thu hút bởi những cái món hời á ha, những cái đồ giảm giá. Ok, chỗ này true nha, true Lại true. đi, lại lại đi, lại đi. Ok, cho con lại nè. Đây. Most, đây, it's human nature to be attracted to a bargain. Thấy không? Thật, biết là mình đang bị điều khiển đó. Mình đang bị cái gì tâm lý qua mất bà rồi ta, cái từ gì tâm lý. Dạ, không nhớ nữa. Nói chung là mình bị điều khiển đó. Mình vẫn cứ 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 rớt vô cái bẫy đó hoài kiểu vậy. Đó. Ha. Cho nên chỗ này là true nha, không có phân nha. True cũng không phải not given luôn. Ha. Rồi chỗ này true. Rồi xong, mình đã làm xong cái phần practice. Ủa câu nãy Câu cái 3. câu 35 là tru hả? Câu 35 chắc true quá à. Cô hãy đọc hết bài này, cô hiểu là true. Nhưng mà bây giờ tức là không có tìm được cái đáp án nó nằm ở đâu đây nè. Tức mình ghê á. Thôi tru đi, không biết thì tru đi. Không biết thì true đi hả? Không biết đi thi người ta có chịu vậy không nữa. Không hiểu Tao luôn. đảo, tao đảo kia mà giải thích đâu. Ok. Đúng được câu, đúng được 2 câu, đúng được 3 câu, đúng được 4 câu. Đúng được 5 câu. Năm câu ạ. Đợi sầm mà giữ gì ta. À? Thôi đi đại đi, cho qua đi, chạy đi đi, True giờ không? khỏi kiếm nó Rồi, đi, cho nó tru đi. ok. Rồi, alright. Rồi bây giờ mình đến với cái phần đề cương mà cô đã gửi cho mình ha, cái phần test one đi. Test one. Để cô coi coi. General training test 1. Cái này giờ làm gì? Thì mình làm tiếp cái phần này. Nè, cho cô cái đề Hả? 1 nha, cái đề 1 mà cô gửi in á. Ừ. Rồi ha. Giờ muốn làm writing hay là reading? Trời ơi, writing luôn đi, đừng Reading luôn writing ha. nữa. Rồi ok. Writing là mấy cái đề này là về tự viết đúng không? Đúng rồi, về viết đi, xong rồi viết vô file Word đi, gửi cho cô sửa nha. Ủa, thì có những cái đề này người ta. Ừ, vậy ha. Rồi ok, bây giờ mình làm cái Khoan, phần khoan, này. khoan. Sao? Mấy cái đề viết ở đâu vậy? Đề viết ở dưới phải không ta? À, đây, đang Thấy cuối cùng. chưa? Ừ, nó cuối cùng ha, nó có giấy cho mình viết luôn đó. Đợi 2 cái tab luôn á. Ừ, đúng rồi, hai task luôn á. Một task là lá thư đó. Rồi, lá thư là lá thư formal đó. Rồi cái thứ hai là cái đề. Rồi, về hưu sớm, về hưu trễ. Rồi, bây giờ mình đến với cái phần test 1 này ha. Đó, đề chính thức luôn á. Rồi, vậy bây giờ mình nhìn vào cái đề này, mình sẽ làm cái section 1 cho cô nha. Rồi, cô không giải thích gì nữa, mình tự mình làm nha. Câu hỏi bên này đi ha. Rồi, cái phần này, câu hỏi dưới này. Đó. Rồi, mình làm nha, làm Ủa cái... cái đề đâu, cái đề nằm đâu, cái Nè. bài làm nằm đâu, Nè, 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 nè. Ham trang 28. Câu hỏi bên này nè, thấy không? Câu 1 câu đến hỏi là một đến câu hỏi là 15 đến 21. Từ từ, ủa gì kỳ vậy, 15, 21. từ Câu hỏi từ 1 đến 14 mà. à, rồi Thấy chưa? Ừ. rồi, cái bài đọc Câu nằm hỏi đâu, nó bên này ha, chứ không phải nằm, nó không phải nằm là nó nằm hai bên đó, hiểu không? rồi À. cái bài đọc là con không ngắn ngủn gì hả? Đúng rồi, trong cái trang đó thôi á. Trong cái trang À 28 là từ câu 1 đến câu 7, thấy chưa? Là cái bài đọc đó luôn. rồi rồi, Rồi cái trang tiếp theo là bài đọc đó luôn, cũng câu những câu hỏi 8 đến 14, thấy chưa? Ừ, ừ đọc lộn bài nha trời, mà đọc lộn bài cũng không có tìm được gì đâu, cho nên cô phải tự tự chuyển sang cái bài khác thôi. Rồi làm cái bài 1 trước nhé, từ câu 1 đến câu 7. True for not given. okay.
sửa luôn. ok. Câu đầu tiên. As a volunteer, you'll be helping students individually. True for not given. Mình chọn gì? Tu True. Ok. Where did you find the information? Bạn đầu tiên luôn. Chỗ nào Vân? thì con khúc đó thấy gì con đại luôn. To work one on one. Một một đó. Thấy không? With some of the student, có nghĩa là individually đó, được chưa? True. Rồi, ok, vậy thôi. Tiếp. Individually chính Individually xác nghĩa là gì? có nghĩa là từng, kiểu như theo cá nhân á, từng cá nhân á, mang tính cá nhân. Giúp tụi nó mang tính cá nhân cứ là một một á. Rồi, tiếp. You may smoke in the playground. True, false. Còn Ok, smoke in playground. Rồi, where did you find the information? cái đoạn smoke luôn, đoạn hai biệt Ok, Smoke anywhere. can be prohibited anywhere on the school grounds. Có nghĩa là nó cấm hết luôn, bất kỳ chỗ nào còn là đất của trường thì chấm hết, cấm hết. Ok, false. Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo. Cannot take medicine while at Còn school. False. Where? nhớ là có đem đi được nhưng mà phải sao đó. Đâu là chỗ nào? Đọc đi. Đúng Prescription and any other medication rồi, đúng rồi. Handle in normally carried must school. be handed in the school handed in to the school nurse. Có nghĩa là phải nộp lại cho cái người y tá trong trường á ha. Rồi gì đó. Rồi chừng nào mà muốn uống thì y tá đưa. Rồi chỗ này là phone, đúng chưa? Không được uống thuốc ở trường là sai. Tiếp four. Ủa khoan, ủa sao Gì? là phone vậy? Sao là phone mà anh chọn đúng nhưng mà vậy sao là phone vậy? Ủa nè, if you require them, nếu mà bạn cần nó thì cái người thì y tá sẽ đưa cho bạn, chứ đâu có nói là không có được uống thuốc ở trong trường đâu. Rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Trời ơi. Ok Đói. Đó. vậy đúng luôn. Tiếp number four. Not given. Ok, if forget to sign the register, won't be insured for accidents. Rồi. Chỗ này nó chỉ Vân he, chỗ sai em nhìn nhầm chỗ này. Đây, please sign this register. Important for insurance purposes and emergency situations. Ủa, câu này đúng mà. Câu này đúng mà Vân. Ủa sao đúng? Ủa nè, bạn phải ký cái này mỗi lần mà bạn đến trường. Cái này rất là quan trọng cho bảo hiểm, cho cái mục đích là của bảo hiểm, mục đích của bảo hiểm và những cái trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp cấp cứu thì là accident chứ là gì, đúng không? Bạn sẽ không insure, bạn sẽ không có được bảo hiểm cho những cái tai nạn đâu, hiểu không? Giờ là không đăng ký thì không có bảo hiểm. Đúng rồi, chính xác. Bạn không ký vô thì người ta sẽ không có bảo hiểm cho mình, nên là true. Đúng rồi, tại ký này cho cái mục đích của bảo hiểm mà. Rồi number Có gì là tru hả? five. Là kỳ vậy. Ok, best way to communicate with teacher là writing. Ok, để coi coi. Đây, teachers will communicate đó, chỗ này có liên quan rồi đó. With volunteer gì đó ha. Via telephone, email messages. Only ask for messages. You may communicate with teachers in the same way. The preferred method. Đây. The preferred method is to leave a memo in the relevant teacher's pinch hole. À ok, cái cách mà tốt nhất đó chính là gửi một cái memo. Gửi một cái memo vào cái hộp pinch hole, chắc là cái hộp thư mà có cái lỗ giống như cái con bồ câu đó, để cô check một cái pinch hole. Ủa cái này là cái gì ta? Memo. Gửi một cái memo lại. Memo là một cái sổ ghi nhớ, một cái giấy note á.
lại cho cái ô của các cô, của các người giáo viên này. Người ta nói cái cách mà tốt nhất để mà giao tiếp với giáo viên là viết. Ủa vậy là đúng rồi mà Vinh, mình chọn nó kia Vinh hả? The preferred method là cái cách mà được yêu thích nè, là để lại một cái bản, một cái tờ giấy nhớ á, ở trong cái chỗ cái ô hay là gì kiểu vậy á của cái người giáo viên đó. Ủa vậy là writing là đúng rồi chứ, đâu có gì sai đâu. À, không có chị nghĩ nên thấy sai. True. Rồi câu số 6, you can choose your own hours at work. Not given. Ok, câu 6 là not given form. Ok, để coi thử nhé. Trên này, work hours completely voluntary and therefore flexible. Contact school, you could drop into office. Your time commitment, chỗ này có từ là flexible, linh hoạt ha. Nếu mà cái thời gian biểu cá nhân của bạn nó có thay đổi gì đó thì liên lạc cho chúng tôi. Chứ không có nói là được chọn hay không ha. Ok. Rồi true. Or not given. Rồi tiếp. Câu cuối cùng. True ha. Câu cuối cùng. The coordinator keeps student attendance rooms. Rồi, để coi coi. Coordinator nè. Responsible, có trách nhiệm gì đó ha. Matching student. Organizing tutor. Ensure students attendance. Ok. Rồi chỗ này. Keep student attendance rooms. Ok. True. Rồi true. Đây có nghĩa là gì? Kiểu như Câu là này câu sùm á. số á, giữ sĩ số học sinh đó mà. Giữ sĩ số học sinh cho cái lớp đó kiểu vậy á. Ensuring nè, chắc chắn bảo đảm cái sự cái việc mà đi học của học sinh, là bảo đảm nó không có vắng mặt, có hiểu không, kiểu vậy á, động viên nó hay gì đó không biết, nói chung là giữ sĩ số. Rồi tiếp theo, bây giờ mình đến với lại câu 8 đến 14 nha, cũng tương tự, mà ở đây mình sẽ người ta sẽ kêu mình làm cái dạng là pass it refer to three ways in which ok, cái này là matching, cái này là classifications, cái này là phân loại ha. Mất Must đâu. do, must not do. Must do là phải làm, may do là có thể làm hoặc là sẽ làm, còn must not do là không phải làm. Được chưa? Rồi, mình đọc cho kỹ nha. Để nói về mấy cái nội quy đồ mà. Rồi, cái này mình đánh sầm hết đi. Gì? Ai? Nếu Thôi, mình đánh sầm hết làm đi, ai thì no. Làm đi. Tự nhiên giờ đi lũa chứ vậy. Ủa? Mình đang luyện tập mà tự nhiên cái đi lỗi ok, thực làm tế là thí dụ như thực tế là em sẽ lỗi hết ai đi, tự em suy nghĩ sao. thôi, tự nhiên lỗi hết ai vậy, cô đâu có chấm điểm cho mình đâu. Ủa ví dụ hôm nay mình làm đúng 10 câu mình cũng đâu có được thưởng gì đâu, Rồi rồi ok. làm đi, cũng gạch dưới underline cái keyword luôn, rồi mình scan vô mình sẽ tìm ra. Nè, ví dụ như câu đầu tiên đi, mình thấy là gì đó ha, land owners consent, có nghĩa là cái sự cho phép đó của cái người mà chủ đất ha, trước khi mà mình đi vô đất của cái ông này. Ok, chỗ này mình nhìn thấy nè. Đây, from the permission from the owner prior to crossing privately the private property. Lúc nào cũng phải có được cái sự cho phép của cái người chủ trước khi mà bước chân vô cái miếng đất, cái tài sản riêng của cái người đó. Vậy cái này là phải làm, sẽ làm hay là không phải làm hả Vân? Phải Đúng phải thì nói hả? như ấy, gọi vậy thôi, xong câu đó rồi scan keywords. Sleeping man. Sleeping man là nhìn chắc Cái có chiếu đó thể. đọc đi, đừng có chắc nữa, tìm được cái chỗ đó đi, không có nhắm chừng.
Đó. Like you're stepping in. If you have one, put Đem theo cái chiếu mẫu đi your nếu mà bạn sleeping có. Vậy cái này là phải làm, không phải làm ha. bag Có thể làm. more 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 comfortable night sleep. Có thể. Ừ, có thể thôi chứ cô ba. Ừ, nếu có thì đem, không có thì thôi. Ờ, mình ngủ mình thoải mái chứ ai, đúng không? Kiểu vậy. Make a campfire in the bush. Campfire là chọn gì? Chọn C hả? Cái chỗ nào? Con Must mồi do hả? not, must not do. Con mồi hả? Make a campfire in the bush. Rồi ok, vậy mình sẽ nhìn một cái đoạn campfire. Horses, gì đó, if you got a firewood, bla bla bla. When campfires lead to bush fires, they create enormous danger. Bush. Ok, chỗ này nó nói gì? When campfire lead to bushfires, khi mà mấy cái lửa trại nó dẫn đến một cái lửa mà kiểu như đi một cái bụi lửa luôn ha, kiểu vậy ha, nó sẽ tạo nên những cái nguy hiểm rất là lớn, nguy hiểm rất là lớn cho những cái con vật mà sống trong những cái bụi rừng này. Vậy là có nên làm hay không nên làm, hay là sẽ làm Nên làm cái gì, cái gì cái gì? khi mà cái lửa chạy nó dẫn đến cái lửa trong cái bụi rậm, thì nó sẽ cái việc này sẽ gây ra những cái mối nguy hiểm rất là lớn cho những cái con vật sống trong cái bụi này. Vậy là nó có nên làm mà không? Không. Ừ, vậy là câu câu C chứ. Ừ thì đúng rồi. Ủa, sao nghĩ gì nên làm, nó ủa gì kỳ vậy? Ủa không mà. Nên làm. ừ Em vẫn đúng rồi đó. ừ không nên làm á. Rồi. Fix. Fix the bird là gì? Cái chân. Fit the Fit bird. thì phải cái chân không vậy? Fit Chân thì phải cái gì chân không nè, vậy? cho ăn. À cái chân là sao? Cái chân là chữ Cái tờ. chân là T đúng không? Đấy. FET hả? Ừ. Cho chim ăn. Cái chỗ nào cho chim ăn đó? Animal can. Ủa, đâu có chim đâu. Ủa, chim ăn đâu? Nè, không thấy từ fit hả? Mình không thấy từ fit hả? Đâu? Nè, thì mình scan từ fit chứ đâu phải mình đi tìm con chim. Ủa trời ơi. Never fish the local wildlife. Ừ, tới đó họ là chọn được rồi đó. Không có cho ăn. Vậy không nên. Ừ. Xe nữa. You resent them. Là gì? Lèo hả? Dạ. Ten là gì? Freestanding stand có nghĩa là ten có cái lều mà nó tự đứng được á. À, sử dụng liền từ đứng. Vậy mình kiếm cái chỗ đi, mình đừng cần hiểu nó Cam sai nè. Không có thôi. It was possible. Rồi, cái này là may be rồi. May do.
Never cut nè. Mày đu. 12 mày đu coi. Cái gì? 12 mày đu. Đúng không? Phải không? Phải không? Gì bên xong chưa? 12 đó, 12 mày đu đó, Mày đu gì? 12 cô B á. Ủa thì mình chọn nào thì mình chọn đi. Rồi Để xong rồi. qua chỗ, Rồi cô trả. qua Cô qua mày đu nè. than gì đó. It is recommended that you pitch a free standing stand gì đó. Ok. Mà đúng không? Recommended có nghĩa là người ta đề nghị ha, là mình sẽ dựng một cái lều free standing gì đó, vân vân. Vậy là con may do đúng rồi, không phải là must do mà là may do thôi, có nghĩa là mình đem cái đó cũng được, không có đem cũng được, người ta đề nghị thôi mà, chứ đâu bắt buộc mình phải làm cái đó đâu, cho nên là may do. Ba là mất đâu nè. Mười ba là thấy animal can this up boring boring. Mười ba mất đâu nha. 13. Take a home to bury rush base in. Mình tìm thấy cái thông tin đó đâu? Thấy em rất đẹp đó, animal can this gì đó rất đẹp. Đọc kỹ chưa? Đọc kỹ chưa? Đọc kỹ câu đó lại nha. Làm lại câu đó. Ai biết, Làm lại câu đó đi. không biết animal thì có thể cái đó. Đọc đi, chỗ này nó kêu cái gì, nó nói là cái gì, à, đào một cái hố để mà chôn rác, rồi giờ coi đi, nhìn câu đầu tiên là biết rồi đó. Remove all rubbish carry. À. À. Rubbish. Rubbish là cái gì, rác hả? Ừ, respect nè, nãy giờ mình thấy cái này respect thì hai cái trong câu nó giống nhau mà. Mình không cần biết nó là gì cũng được nữa. Mình chỉ Ủa cần gọi biết câu thôi. animal can this gì đó gì, rubbish đó là gì? Rush bait này là gì không biết hả? Là rác. Giá biệt. Giờ mình không cần biết nó là cái gì cũng được nữa. Trong câu này nó đâu có paraphrase đâu. Nó là nó mà. Mình scan từ rush bait là mình ra rồi. Mình hỏi làm gì? Mình không cần biết là cái gì cũng được nữa. Khỏi thắc mắc luôn. Vẫn chọn được câu trả lời. Cái đoạn này là gì? Ủa, câu đầu tiên, đọc câu đầu tiên chưa? Rồi. Ừ, người ta kêu làm gì? Remove. Remove là làm gì? Đem đi. Ừ, đem đi. Người ta có kêu chôn không? Đọc Cái câu. nào là chôn, Đọc cái câu. nào là chôn đít đó hả? Cái bên lùng trong gì đó. Bury rubbish. Thấy chưa? Đọc ba cái chữ đó thôi là được rồi. Không cần đọc những cái khác luôn á.
Mấy câu 13 thì là gì vậy? Đào một cái hố. Ừ, để làm gì? Đã con nói cái Chôn từ á. kia là rác rồi thì đào cái hố để làm gì? Cái chôn. Chôn gì? Chôn rác. Ừ, đúng rồi, trời ơi. Vậy là đúng hay sai? Ủa, nãy giờ mình đọc cái gì vậy bên? Mình đọc thì mình thấy nó làm sao? Trời ơi, tức ghê luôn á. Người ta kêu là người ta nói cái câu đó là đào cái hố để chôn rác, nhưng mà ở đây người trong bài người ta nói cái gì? Remove. Ừ, người ta có kêu chôn hay không? Trả lời câu đó thôi. Không. Trời đất ơi, tức thì mình Dạ, không được làm. tưởng Trời hiểu rồi. Ok. ơi. Ê, Vậy nhưng mà còn cái câu animal gì đó, khe nó là gì vậy? câu animal nào? Dưới cái câu đó đó. Dưới câu hồi nãy đó, dưới cái câu mà con người không con người đem đi, animal khe nó là gì vậy? Animal can dig up, có nghĩa là những cái con vật nó có thể đào lên, nó hiểu không? Đào lên rồi nó À. sẽ làm, nó sẽ cắn xé đồ tung té luôn, hiểu không? Mấy cái rác đó, hiểu không? Cho nên người ta kêu đừng có chôn, được chưa? Hiểu chỗ này chưa? Ok. Đó, rồi câu số 10 về 14 đây. Thì không biết đó. Ủa sao Từ từ. vậy? Underline keyword, không có gì không biết á, không được mở miệng nói không biết nha. Underline keyword trước đi, làm hết tất cả các bước như bình thường. Xong rồi scan từ khóa thì là scan mà không có luôn á, không có gì liên quan luôn thì lúc đó mình mới không biết nha. Chưa làm gì hết mà nói không biết là không được. Thí dụ đây mình có nè, authorization kiểu vậy đó, setting out to cam gì đó ha, national park, rồi scan mấy từ khóa này từ trên xuống dưới, giờ scan tiếp không thấy thì scan ngược lại từ đầu. Get cái chữ mà auto Authorization kiểu như có cái thẩm quyền á, có cái quyền quyền á. Đó, kiếm những cái keyword đó đi. Đây có National Park rồi nè. Đó, obligatory nè, đó obtaining a camping permit đó, đó được cái sự cho phép đó ha. Để mà cắm trại trong vườn quốc gia đó, đây đọc cái chỗ này đi là mình tìm được đáp án liền luôn. vậy là phải làm đi, nó đâu rồi. Ừ, đúng rồi đó. Đương nhiên rồi, đọc hay quá có lý. Rồi xong. Bài này dễ không? Rồi cho cô lại cái đáp án nha. Câu số 9. B B. Ok, câu số 10. C Ok, C 11. Ừ, B12. B. Ok, 13. C C. Ừ, 14. ai Đúng rồi, chính xác. Rồi xong, vậy thôi. Được chưa? Cho nên khi mình thấy ừ bài mình không bao giờ được nói là mình không biết làm nha. Mình vẫn áp dụng những cái cách mình làm như trước. Chừng nào mà mình không tìm được từ khóa hay gì đó đó thì mình mới được bỏ cuộc, mới được khoanh lụi gì hay chỗ đó nha. Còn không thì cứ làm những câu khác, quay trở lại câu đó sau. Được chưa? Nhớ nha. Ừ, nhớ cái tâm lý đó của mình nha. Rồi bây giờ cái bài tiếp theo là cái section 2 này ha. Thì về nhà mình làm cái section 2 này nha. Section 2 này nó có câu 15 đến 21 đó. Dạng true false not given ha. Cô thấy Ừ. cái này nó trình bày rất là dễ đọc luôn á. Mình có thấy Ê, dễ cái này là nên cho thi như vậy nè, đúng không? Mình thấy nó dễ đọc ngắn đúng gọn không? ngắn gọn dễ hiểu, mặc dù không hiểu nhưng mà Nhìn nó cũng có gọn đúng thể không? Có mò. rồi. Ừ. Nên là Ừ, cái đề thi chứ á, cái đề thi kiểu nó sẽ cho ra giống vậy nè. Chứ nó cũng sẽ không có luôn tuồn như cái đề trong sách mình đâu. Sách mình chưa tại sách. à, vậy cô cho em cuốn sách chi vậy, quá trời quá Ủa, đất. cái đó thì sách đó mình học mà, mình phải học xong cái hết những cái bút đó mới tới cái chỗ này chứ. Đúng không? Ừ, Ừ chứ giờ thi thì nên như này thôi. thì nó kiểu vậy nè, thì mình cũng Ủa em mà là ủa British Council, em thi của IDP mà. IDP hả, thì cái đề nó cũng cỡ cỡ vậy thôi, nó cũng không có khác đâu. À. Thích nó trình bày vậy hả, vậy đi qua British Council thi Chưa đăng ký thi luôn nha. đi. Ừ vậy còn đổi ý được mà, thi bên British Council đi, cho nó trình bày như vậy, Ủa IDP trình bày sao? ai biết đâu, cô nói đại vậy thôi à, chứ không có đâu, nó đại vậy thôi á chứ Nhưng cũng mà chắc rất tình cảm thôi trên rồi vậy, không mà đăng ký gì nha. nhưng mà chắc nó sẽ dễ nhìn hơn mẹ, nó không có luôn tuồn như trong sách đâu. Nói trong chung sách cuốn sách là lại cứ gắt là nó khó đúng không, còn thi trong là sách là dễ chữ hơn đúng nhỏ không, nữa, chữ nó nhỏ hơn, mà nó với nhiều nữa. lại mình nhớ là khi mà mình đi thi á thì cái đề thường nó sẽ dễ hơn cái đề ôn. thiệt Vậy thiệt á thiệt, tại vì thí dụ
mình học nấu ăn đi, mình phải học nấu 100 món, không biết nấu hết tất cả các món. Còn đi thi người ta kêu mình nấu có 1 món à, hiểu không, hiểu ý không? À, hy Rồi vọng vậy đó. nha. Ừ, cho nên nó sẽ dễ hơn, mình cứ vững tâm lý là vững tâm lý nó sẽ Tài dễ. khoản thầy An nó đăng ký thi IDP rồi. Vậy hả, kể nè cũng Ừ. được, cũng thi IDP mà, có thi basic household đó. Vậy cái đề đó còn sao nó giống vậy không? Không nhớ cái đề đó thì ăn khơi đá mệt mà đâu nhớ đâu. À, Ừ. thôi vậy đi. Ừ, Chắc vậy cái nào cũng vậy thôi. thôi. Ừ, vậy thôi, về ráng làm cái phần đó nha. Ok, Ừ. chắc là tuần sau thứ hai không biết học nổi hay không nữa. Sao vậy? Tuần sau là thứ hai em về đây. Chắc cỡ 10 giờ. Ờ, trên đâu vậy đâu học được. Ừ, vậy thôi đổi ngày. Làm đi tuần á. Ừ, thì tuần sau là Thứ thời năm về tuần này đủ là là đi xong rồi. rồi đúng không? Thứ năm tuần này đi rồi. À, đi tới tuần sau về là ok rồi đúng không? Tuần sau về người nghỉ 2 bữa nữa đi tiếp. Đi ra cho ta Ừ. tiếp tiếp 1 tuần nữa. Y chang vậy luôn. Ừ vậy nếu được. Ủa vậy đi thứ năm nữa hả? Em đi 2 tuần á. Rồi xong em về em nghỉ 1 tuần em ôn thi á. Là tất tất cả phép của em là nếu đáng lẽ mỗi tháng mình nghỉ được ngày mà phép của em dồn tới em nghỉ 1 tuần được ôn em thi á. Là tới tới ban tổng duyệt phép luôn kệ việc đi không không gì cũng nghỉ Vậy nói chung là thứ hai tuần sau không học được hết thứ hai lại có thể không học được nha. Ừ, ok. Rồi có gì mình sắp cái giờ khác sau tại ha. vì nếu mà em đi ra ra ngoài Nha Trang em có thời gian cũng không học được nữa tại vì cũng phải làm mấy chuyện khác á không có dành 1 tiếng rưỡi để mà ngồi học bài được tùm lum tà la chuyện tới nữa Ok vậy để đi mà rồi chủ nhật mình này thì đi mất mẹ cũng không học được với thầy An nữa tính. để coi hỏi thầy cái cỡ thứ năm tuần này thứ năm đi rồi mà mời là thứ tư mời là thứ ba rồi thứ tư tới nó rồi chỉ học thứ ba hoặc thứ tư nữa thôi là hết là hết rồi. Vậy mai học với thầy Để hỏi thầy coi mai bật mốt ngày mai mà chắc có tiệc nữa rồi trời ơi bật mốt có tiệc mốt chắc không biết nữa nói chung là mai bật mốt cũng cũng dính nữa rồi rồi thôi mình nghỉ nha. đó ok Bye bye. See you. bye.